Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo đài quý 1 năm 2022 dưới sự chủ trì của ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố có sự phục hồi đáng kể trong quý 1, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng gần 5,8% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số này cao hơn bình quân chung cả nước, xếp thứ 3 trong năm thành phố lớn, xếp thứ 2 ở đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng hơn 3% do biến động giá xăng dầu. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31 tháng 3 2022 đạt trên 26,7%. Thành phố đón khoảng 950.000 lượt du khách, đạt gần 24% kế hoạch, doanh thu tăng 5%. Đặc biệt, Cần Thơ vừa tổ chức chuỗi sự kiện khánh thành đền thờ vua Hùng, lễ dâng hương các vua Hùng liên quan đường ca tài tử quốc gia lần thứ 3, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới, thực hiện kích cầu du lịch, tạo điểm nhấn với du khách trong và ngoài nước, vân vân. Đại diện các cơ quan báo đài có 10 lượt ý kiến với 25 nội dung đặt ra tại cuộc họp. Lãnh đạo các sở cung cấp đảm bảo thông tin theo các câu hỏi, các vấn đề cần trao đổi về quy hoạch đầu tư, triển khai thực hiện về cơ sở hạ tầng, công tác quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan về đất đai, xây dựng, giao thông, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ ở một số cơ quan đơn vị. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, thông tin làm rõ thêm một số nội dung tại cuộc họp, nhấn mạnh sự phục hồi phát triển theo hướng tích cực của thành phố, có sự đồng hành của cơ quan báo đài. Qua đó, thành phố rất mong các đơn vị báo chí tiếp tục quan tâm đồng hành trong việc thông tin tuyên truyền sâu rộng nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các nghị quyết liên quan của Quốc hội, Chính phủ, các chủ trương, chính sách của thành phố, đặc biệt là tuyên truyền kịp thời hiệu quả về phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các cơ quan báo chí và lắng nghe, ghi nhận ý kiến đóng góp, giải pháp hiến kế thông qua báo chí. Đó là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của thành phố.